Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên giao lưu với các bác. Thì mã đầu tiên của ngày hôm nay là mã số 1. Em có một bộ trà ngũ sắc xanh vẽ vàng, rất là đẹp, dòng Imari nha các bác. Rất là xuất sắc luôn. Thì bộ trà này của em gồm có một bình và 5 chén, 5 chiếc chén được vẽ vàng trên nền xanh rất là đẹp ạ, và toàn bộ được vẽ tay, những cái lá vàng này đều được vẽ tay hết bằng sử dụng vàng để vẽ nha các bác. Chuyện đáy và viền cũng là viền vàng còn rất là mới. Với bộ này thì còn full hộp gỗ, các bác có thể mình mà làm quà tặng mừng tân gia hoặc là mình mua về sưu tầm trưng bày cũng rất là đẹp ạ, dòng Imari nha các bác. Rất là xuất sắc luôn. Kích thước chén là 8.5 miệng và chiều cao là 5. Cái chén mặc dù mỏng nhưng mà rất là chất lượng, rất là trong nha các bác. Và cái này khi các bác buổi tối mà các bác dùng uống có để ánh đèn mà nó sẽ rất là đẹp, nên dòng thấu quang nhá. Đây cái ấm của nó đây, cái vàng về vàng dày cộm còn rất là mới đẹp nhá. Em vừa mới vào qua xong lọc có chuyện ở trên nắp nhá, lọc gốm nha các bác. Đấy, những cái vàng dày cộp luôn, rất là sang trọng, rất đẹp ạ. Dung tích ấm thì rơi vào khoảng tầm 350ml nước nha các bác. Kích thước của miệng là 7.5 và chiều cao của ấm là 8.5 không tính nắp nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Em quay chi tiết cho các bác xem. Thì mã đầu tiên của ngày hôm nay là mã 1. Em xin giao lưu với các bác bộ trà phun hộp gỗ giá là 2.250.000. Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Tiếp theo mã số 2 của ngày hôm nay, em có một chiếc ấm Satsuma dòng Kyo rất là đẹp luôn ạ. Chiếc ấm này của em là dòng mini thôi nha các bác, nhưng mà rất là xuất sắc luôn. Chuyện đây. Đấy. Satsuma vẽ họa tiết là hoa anh đào, rất là đẹp, cực kỳ luôn, hàng vẽ tay và trên nắp cũng được vẽ những cái viền vàng này còn rất là mới đẹp. Đây ạ. Các bác có thể đây, có ba cái chân nhân trụ, các bác có thể dùng để đựng rượu hoặc là mình pha trà hoặc là mình sưu tầm, rất là đẹp. Nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà phải nói là làm rất là hoàn hảo luôn ạ. Đo kích thước cho các bác xem. Kích thước của nó là miệng là 4 và chiều cao là 6 không tính nắp nha các bác. Chiều cao là 6, một chiếc ấm Satsuma rất là xuất sắc luôn. Đấy, vẽ các mặt ạ. Hoa đào rất là nhã nhặn, màu sắc sang trọng vô cùng luôn. Đó, 3 chiếc chân. Mã số 2 em xin giao lưu các bác giá là 1.800.000. Bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nha. Chiếc ấm Satsuma siêu vip luôn. Đấy. Mã số 3 ngày hôm nay em có một bức tượng. Một bức tượng cô gái, một công nương đang nhảy múa với chiếc áo Satsuma rất là xuất sắc luôn nha các bác. Dòng Satsuma khá là xưa rồi. Đây. Đấy. Các bác mình có thể dùng để decor sưu tầm trưng rất là đẹp luôn ạ. Khuôn mặt rất là phúc hậu. Mặc váy đang nhảy múa rất là đẹp luôn ạ. Thì bức tượng này chiều cao của nó là 12.8cm nha các bác. 12.8 và chiều ngang là 7.25cm ạ. Và bức tượng cô gái Satsuma này em xin giao lưu với các bác giá là 950.000 nha. Các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189. Có chụp hình không? Không. Để chụp hình thì mới ấy chứ biết mã nào. Đi quay bây giờ chụp. Đây. Hãy tưởng anh. Tiếp theo mã số 4 ngày hôm nay là một chiếc tô lỡ. Chiếc tô này của em là dòng Satsuma rất là VIP nha các bác. Dòng Satsuma rất là cao cấp. Bên trong chiếc tô thì được vẽ họa tiết núi non sơn thủy hữu tình, vẽ cảnh và toàn bộ đều được nghệ nhân vẽ tay và vẽ vàng rất là dày. Các bác nhìn mà nghiêng hay là nhìn góc độ nào cũng thấy nó hết được cái đẹp của nó nhá. Nhưng mà thật sự luôn là nó giống như cái bức tranh, chỉ là một cái chén hay một cái tô nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà người nghệ nhân phải nói là họ rất là tài ba. Đây ạ, bên ngoài thì được vẽ lá phong và chuyện đáy đây ạ, vẫn còn số seri.
781 đấy. Đây, mặt này thì vẽ lá phong nha các bác. Toàn bộ đều được vẽ tay hết và như một bức tranh có suối chảy, có cây cầu, có những cái tòa nhà, tòa tháp, chùa, rồi nói chung là nhà núi non các kiểu, nói chung rất đẹp luôn đấy. Mà toàn bộ được vẽ vàng dày cộp luôn nha các bác. Đẹp xuất sắc luôn ạ, rất là đáng để sưu tầm. Thì chiếc này giá kích thước là 13 cm và chiều cao là 6 cm ạ. Thì thực sự là nếu như các bác nhìn bên ngoài thì các bác sẽ càng nhìn mới càng thấy nó hết được những cái đẹp của nó ạ. Thì chiếc tô này em xin giao lưu với các bác giá là 2.200.000. Mã là mã số 4. Mã số 5 ngày hôm nay em có một chiếc giỏ trái cây hàng của London. Chiếc này dáng hai quai vắt lên rất là đẹp và họa tiết hoa nổi, chính giữa là được vẽ hoa hồng, viền vàng còn rất là đẹp nha các bác. Đây. Rất là sang, có ba có cái chân trụ vô cùng đẹp luôn. Đấy. Rất là xuất sắc nha các bác, toàn bộ cái nét vẽ vàng còn rất là đẹp, chưa phai chắc gì cả bên trong. Đấy, các bác có thể dùng để trưng trái cây hoặc là trưng dáng cũng rất là sang trọng. Thì chiếc này của em kích thước là chiều ngang là 29 cm và chiều cao của nó là 23 cm nha các bác. Và chiếc giỏ trái cây này mã là số 5 đúng không? Mã số 5. Em xin giao lưu với các bác giá là 1.800.000. Mã tiếp theo của ngày hôm nay nó có hết nhìn hết không? Mã số 6 ngày hôm nay là một chiếc đèn. Chiếc đèn Satsuma xưa nha các bác. Vô cùng là độc lạ luôn. Và nếu như các bác có thích cái đèn này, mình có thể một là để deco, hai là mình có thể cắm làm đèn ngủ đều được hết nha các bác. Các bác có thể thay bóng. Cái đèn này thì em đã nói chung là đấu điện đổi nguồn thành 220 rồi. Nên là các bác có thể sử dụng đèn điện bình thường nha. Đây thì họa tiết của nó, phần cái bầu đèn này thì là vẽ họa tiết lá phong và toàn bộ những cái bông hoa cúc vẽ vàng ở trên này đều được vẽ tay hết nha các bác. Rất là xuất sắc. Đấy, một chiếc rất là độc lạ. Đấy, đẹp không ạ? Đế của nó là đế chân gỗ. Rất là hay và rất là độc. Kích thước của chiều cao của đèn là 33.5 cm nha các bác. 33.5 và chiều ngang là 14 cm ạ. Chiếc đèn này em xin giao lưu với bác giá là 2.550.000. Mã số mấy nhỉ? Mã số 6 là 2.250.000 một chiếc đèn Satsuma size 30 mấy. Các bác có thể trưng deco rất là độc lạ và không đụng hàng. Muốn tìm một cái thứ hai là cũng rất là khó luôn. Đấy, các em cao giá kệ cho em. Tiếp theo ngày hôm nay là mã số 7, em có một chiếc độc ẩm hàng của Anh, vô cùng đẹp luôn. Đấy, thì các bác nhìn cái dáng đầu tiên, nếu mà mình thu gọn vào như này thì mình sẽ nhìn thấy nó rất là hay ở cái là nó là một cái ấm xếp chồng lên cái xếp trà, xếp lên cái ly như này. Thì khi mà các bác uống trà hay uống cà phê, mình có thể vừa làm ấm mà vừa làm chén để uống và vừa cái ấm này để rót này. Đầu tiên em nói về cái ấm. Cái ấm này thì họa tiết của nó vẽ họa tiết những bông hoa hồng và những rất là nhiều hoa. Đây, hàng của Roden Eden nha các bác. Thương hiệu này thì có từ năm 1815. Roden Eden International nhá. Rất là đẹp luôn. Viền vàng này các bác nhìn thấy không? Cái hàng Âu họ làm phải nói là không có một cái gì để chê được ạ. Đây, hoa hồng vẽ này và những cái viền vàng trên cái quai ấm cầm. Thật sự luôn là nó quá là đẹp luôn, không có một cái từ gì để chê ạ. Đây, và có một cái lọc. Lọc này nó là lọc lọc gốm này. Nhưng mà nó làm kiểu này. Các bác có thể mình bỏ cái này ra thì mình làm thành ấm cà phê. Còn để vào đây thì các bác làm thành ấm trà. Rất là hay và tiện. Dung tích thì rơi vào khoảng tầm 250ml nha các bác. Và kèm theo là một set trà. Trời ơi, nó đẹp kinh khủng luôn đấy các bác. Và cầm cái set, cầm cái ly không, cái tách không là các bác đã thấy là nó rất là chất rồi. Nó rất là đầm tay nhá. Chứ nó không không cái kiểu nhẹ tăng tăng giống cái hàng mới.
Đây, cái đĩa này ở phần chính giữa là vẽ vàng dày cộp luôn. Sau đó là được vẽ hoa hồng lên và phần xung quanh này. Trời ơi, nó đẹp, không có một cái từ gì để chê luôn. Sứ bao giờ cũng là sứ xương. Rất là đẹp, rất là xuất sắc. Kích thước của đĩa thì là 15cm. Còn cái chiều cao của ấm thì rơi vào 9cm nha các bác. Còn tách thì miệng là 10. Chiều cao của nó là 5.2cm ạ. Đẹp không tì vết luôn. Thì cả bộ này là một cái bộ độc ẩm. Độc ẩm nha các bác. Các bác có thể vừa đề co, vừa để uống trà, uống cà phê đều được hết. Rất là đa năng, rất là tiện sử dụng. Và mã là mã số mấy nhỉ? Đấy, mã số mấy? Số 7. Mã số 7. Em xin giao lưu các bác. Bộ này giá là 2.250.000. Thật sự xuất sắc luôn. Tìm một cái bộ mà nó như này nữa thì cũng phải rất là mất nhiều thời gian. Mã số 7. Tiếp theo ngày hôm nay là mã số 8. Em có một chiếc rổ trái cây. Hay là các bác có thể làm cái những cái chiếc để mình thả hoa cũng được. Hoặc là làm rổ trái cây thì thích hợp nhất. Thì chiếc này của em là màu xanh coban, có ba cái chân vẽ vàng và họa tiết đây là vẽ công chúa hoàng tử, vô cùng đẹp luôn đấy các bác. Toàn bộ đều được sử dụng hàng 24k để vẽ, dày cộp luôn đấy các bác. Đây bên tràn lòng trong của nó này, thực sự phải nói là đẹp không tì vết luôn đấy. Chuyện đáy đây các bác có thể sưu tầm với cả hai chiếc bình kia, nếu mà mình có điều kiện mình sưu tầm một cái chiếc này và hai cái chiếc bình kia để thành một bộ coban sẽ rất là đẹp. Còn không thì mình có thể mua lẻ được nha, em vẫn giao lưu lẻ. Thì chiếc này của em kích thước là 20cm và chiều cao của nó là 16cm, cực kỳ là đẹp luôn. Những cái nét, những cái bông hoa họa tiết này đều được vẽ vàng 24k này, rất là đẹp luôn và nó rất là xịn nha các bác. Đấy, họa tiết là vẽ công chúa hoàng tử, vẽ hoa hồng, rồi vẽ rất là nhiều hoa, hoa dây, hoa văn rất là sang trọng. Và chiếc này thì em xin giao lưu với các bác giá là 3.250.000 cho chiếc này nhá. Mã là số mấy nhỉ? Số 8. Mã số 8, cái này mã số 8 á? 3.250.000. Rất là sang trọng và đẳng cấp luôn ạ. Rồi không sao. Rồi. Và tiếp theo là mã số 9. Em có một cặp bình. Thôi em nó hình như nó chưa hết cái bình luôn, cái bình này hơi cao. Cặp bình xanh coban của Limoges Pháp nha các bác. Phải nói là một cặp bình không có một cái gì để chê luôn. Nó đẹp kinh khủng luôn đấy các bác. Tất cả những cái họa tiết trên này màu vàng đây, từ những một cặp thiên nga hai bên đây. Đấy các bác thấy không? Một cặp thiên nga nó đang uốn lượn rất là thần thái, rất là đẹp luôn. Thì và những cái họa tiết vàng ở trên này vẽ công chúa hoàng tử và hoa như này. Đây ạ. Đấy, đây là Limoges Castle. Đây viết Limoges Castle nha các bác. Đấy, và những bông hoa ở đây đều được vẽ vàng 22k nha. Hàng của Pháp. Đây, những cái vàng của nó dày kịch luôn và còn rất là đẹp, rất là mới. Chuyện đây. Đấy, các bác thấy không? Đáng để sưu tầm không? Rất là xuất sắc. Vô cùng đẳng cấp luôn. Cả Limoges Custom Franc 22k Gold Champion Elite gì đấy, tiếng Pháp gì đấy em không đọc được. Em sẽ đo kích thước cho các bác xem. Trời ơi, cái vàng của nó bên ngoài thực sự luôn, nó rất là xịn. Nếu mà các bác chơi vàng nhiều, các bác biết những cái vàng 22k của nó rất là đẹp khi làm trang sức hay là làm dát lên, vẽ lên trên đồ gốm này, nó thật sự nó rất là đẹp, không có một cái từ gì để chê các bác. Kích thước miệng là 13.5cm và chiều cao của chiếc bình này là 28.5cm nhá. Chiều ngang từ con thiên nga bên này sang bên kia là 20 và chiều chân của đó là 12cm ạ. Vô cùng xuất sắc luôn. Thì cặp này em có thể giao lưu một chiếc hoặc là cả cặp nguyên cũng được. Còn một chiếc thì giá là 4.9 nhá. 4.9. Vô cùng đẹp luôn, rất là đáng để sưu tầm, đẹp không tì vết, không có một cái điểm nào để chê luôn ạ. Những cái vàng viết của nó còn cóng cạnh luôn nha các bác, rất là xuất sắc luôn. Đấy, thì mã là mã số 9 nha các bác. Bác thích thì chốt cho em mã số 9 kèm số lượng 4.9 một bình nha các bác. Mã là mã số 9 ạ. Rất là xuất sắc. Tiếp theo ngày hôm nay
Mã số 10. Mã số 10 là một cái giỏ trái cây có 4 cái chân. Hàng của London Anh, rất là đẹp luôn. Và cái giỏ này rất là to nha các bác. Họa tiết của nó phần giữa này thì vẽ hoa hồng này, và bên trong của nó cũng được vẽ một khóm hoa hồng và vẽ vàng, rất là đẹp. Và cái những cái chân của nó này. Đấy. Rất là xuất sắc nha các bác. Chuyện đáy 4 cái chân để các bác có thể mình trưng trái cây hoặc là mình để trên bàn để co rất là xinh luôn. Thì kích thước của cái rổ này kích thước là 35 cm ạ. 35 cm, và chiều cao của nó là 25 cm. À quên, chiều ngang ấy là 25 và chiều cao là 12 cm. Cực kỳ là xuất sắc. Chiếc này mã là số 10. Em xin giao lưu các bác, giá là 2,1 triệu nhá. 2,1 triệu. Bác nào thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Vô cùng đẹp và đẳng cấp luôn, 4 cái chân. Tiếp theo ngày hôm nay anh chỉ máy cho em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay là mã 11, em có một chiếc chóe men lam. Thì chiếc chóe này của em có 3 phần, vẽ phong cảnh rất là đẹp. Đáng phải có cái quay anh ạ, thì nó mới quay được cái hết được cái cảnh. Đưa cái quay đi. Được rồi. Cái chóe này của em có 3 phần nha các bác. Phần chính giữa của nó thì vẽ phong cảnh này. Đấy, rất là đẹp. Một cái chùa hay là một cái gì, một cái đền thì đấy, có một cái người ngồi phía trong. Đấy, và xung quanh là những cái nét bút rất là trừu tượng, vẽ phong cảnh. Đây, xa xa là những con thuyền nha các bác. Thuyền này, chim chóc, nhà cửa, sông nước, núi non, cây cối, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là theo một cái cách chiều tượng. Và phần nắp đây, em ấy từng phần cho các bác xem. Đây, phần nắp của nó cũng vẽ phong cảnh, cốt rất là dày nặng luôn. Đây, và phần nào, cho các bác xem cái chuyện nha. Đấy, đây là một cái chóe size rất là vừa phải, các bác có thể dùng để mình deco hoặc là sưu tầm, rất là đẹp trưng phòng khách rồi tủ tiết các thứ đều được hết nhỉ, rất là dễ. Em đo kích thước cho bác xem. Chiều cao của nó là 50 cm ạ. Vòng bụng là 94 nhá. Vòng bụng là 94. Và miệng của nó là 14 nhá. Một chiếc chóe rất là đáng sưu tầm. Thì chiếc chóe này kích thước quên vừa đo rồi. Chiếc chóe này là mã bao nhiêu nhỉ? Mã vừa 10, xong là mã mấy? 11. Mã 11 nha các bác. Em xin giao lưu các bác giá là 6,8 triệu. Chiếc chóe men lam vẽ tay rất là đẹp. Rồi. Tiếp theo mã 12 ngày hôm nay em có một chiếc bình Kutani vẽ vàng. Vẽ full hết bình luôn nha các bác, và chiếc bình này size khá là lớn luôn ạ. Thì trước đây em đã giao lưu rất là nhiều những chiếc bình Kutani vàng như thế này. Thì hôm nay lại có một chiếc bình này size to để giao lưu với các bác. Thì chiếc bình này là vẽ họa tiết là những bông hoa mẫu đơn và chim. Rất là đẹp luôn ạ. Và toàn bộ họa tiết được vẽ vàng, vẽ sâu tuổi, vẽ tay hết nha các bác. Thì cái hãng này á, hãng mà để sản xuất, hãng Kutani sản xuất ra những chiếc bình như này thì có thâm niên là tầm 180 năm nha các bác. Đây, những chiếc bình mà họ sản xuất ra rất là đẹp và rất là có giá trị. Kích thước của miệng bình là 17 cm, và chiều cao của bình là 32 cm ạ. Một chiếc bình khá là lớn. Và chiếc bình này em nghĩ là vòng bụng cũng khá là to luôn ạ. Chiếc này vòng bụng đến tận 96 cơ ạ. Vòng bụng là 96 nha các bác. Họa tiết vẽ chim và hoa rất là xuất sắc. Những bông hoa, đây là những bông hoa cúc nha. Đấy, vẽ full vàng hết. Và toàn bộ những cái vàng này, nét vẽ này đều được vẽ rất là nổi nha các bác. Đấy, rất là nổi. Và trên này, anh quay trên cái phần trên này để mình xem. Phần trên này, phần trên miệng đây. Trên miệng này cũng được vẽ rất đẹp luôn. Đấy. Viền vàng còn rất là đẹp nha. Đây, em cho các bác xem phần đáy. Phần dưới thì vẽ màu xanh. Và phần đáy có một cái lỗi nhỏ nhỏ là có bị một cái cận bị lỗi một tí nhá. Đấy, nên em sẽ sao nhỉ. Đây, có chuyện, một cái chuyện ẩn ở đây. Và chuyện Kutani, 4 chữ ở đây nha các bác. Đấy. Thì chiếc bình này... nếu như các bác chơi những cái dòng này thì các bác sẽ biết là những cái chiếc bình này nó có rất là nhiều size. Và chiếc này size của em cũng khá là to, nên em sẽ sell. Đấy, chiếc bình này em xin sell giá còn
4.950.000 nhá. Còn bình thường nếu mà không có cái lỗi một xíu ở chân đấy thì chiếc bình này em sẽ giao lưu giá khoảng tầm 5.900.000 cho đến 6.000.000 ạ. Bởi vì đây là size rất là to, chứ không phải là những cái size nhỏ tầm 25 hay là 27, 28 ạ. Đấy. Xuống này. Tiếp theo mã bao nhiêu nhỉ? 13. Mã 13 ngày hôm nay em có một chiếc bình Kutani vẽ phong cảnh và vẽ tích người. Hai ông lão đang ngồi đánh cờ đàm thoại. Và đây, đây rất đẹp luôn. Em nghĩ đây là tích tiên chứ không phải tích người. Đấy, đây vẽ các ông tiên đang. Và đây một chú tiểu. Phong cảnh. Đây nhá, bức phần này, phần chính giữa của nó thì vẽ phong cảnh núi non sơn thủy hữu tình này. Đấy, cây cối. Rồi có núi. Có cái chỗ mà để các vị, các ông lão ngồi đánh cờ các kiểu đấy. Rồi cây cầu rất đẹp nha các bác. Và toàn bộ những cái nét vẽ này được vẽ nổi hết ạ. Những cái vàng dày cộm luôn. Đấy, em quay một vòng cho các bác xem phần chân của nó. Phần chân này, phần phía mặt phía sau này. Đấy, phần trên miệng, trên miệng của chiếc bình. Đấy. Kutani đẹp, triện nhạ, triện Kutani chuẩn chỉnh. Toàn bộ những nét vẽ tay rất là sang trọng và cái chiếc bình này dáng rất là cao, thanh thoát. Miệng kích thước là 15 cm ạ, và chiều cao của bình là 33 phân ạ. Chiều cao là 33 phân. Em đo vòng bụng. Và chiếc này vòng bụng của nó là 82 cm ạ. 82 cm. Chiếc vòng là chiếc bình này em xin giao lưu các bác giá là 5.950.000. Toàn bộ họa tiết vẽ tay rất là đẹp luôn nha các bác. Để làm nên một chiếc bình này phải nói là rất là xuất sắc luôn. Giá em giao lưu giá rất là sát giá đấy ạ. Nên là khi mà các bác lấy thì các bác đừng trả giá em nhá. Tại vì những chiếc bình này em về em muốn giao lưu cái giá tốt để cho các bác có thể, một là mình giao lưu lại, hai là mình sưu tầm được những cái giá tốt. Là một chiếc bình Kutani mà vẽ tay như này ạ. Rất là xuất sắc, rất là đáng để sưu tầm ạ. Mã 14 tiếp theo cũng là mã cuối cùng ngày hôm nay. Em xin giao lưu các bác một chiếc bình Satsuma xưa vẽ bách hạc như các bác. Một chiếc bình này size cực kỳ là lớn ạ. Nên là em sẽ quay cụ thể cho các bác xem. Từ đầu tiên mặt chính diện của nó là vẽ một cặp chim và hoa mẫu đơn với hoa đào nha các bác. Những cái vàng dày cộp luôn. Đây các bác nhìn mắt thường mình cũng có thể cảm nhận được đấy. Từ phần trên thân cho đến phần phần trên của bình loe miệng ra rất là đẹp nhá. Đấy, hút tài hút lộc và cái bụng rất là to, rất là lớn. Đây, những cái vàng của nó vẽ vàng dày cộp luôn nha các bác. Và phần đấy, phần đế đây ạ. Đấy. Quay cho các bác xem. Đây nhá. Phần thả bên này của nó thì vẽ bách hạc và phần trên cho đến miệng bình. Anh quay miệng mình đi. To lắm ạ. Nó một chiếc bình size khá là lớn luôn ấy. Đấy. Vẽ vàng, những cái vàng dày cộp luôn. Em sẽ đo kích thước cho các bác xem. Kích thước của bình này thì miệng là 27.5 các bạn. Và chiều cao của nó là 60 cm nha các bác. Một chiếc bình chiều cao 60 cm. Và vòng bụng, em đo vòng bụng. Cái này rất là nặng ấy. Vòng bụng của nó đến 104 nha các bác. Vòng bụng 104 các bạn. Size khá là bự luôn ấy. Một chiếc bình cốt Satsuma cốt xưa, cực kỳ là sâu tuổi, rất đẹp. Rất là nặng nha các bác. Thì chiếc bình này của em là hàng xưa nên là nó sẽ không có chuyện. Đây, phần đế nó chỉ có những cái chữ cái gì đấy, nói chung là em không hiểu lắm. Không hiểu về mấy cái chữ cái của người nhân họ làm ra. Đấy, rất là dụng ý. Đây, em quay cho các bác xem một vòng. Các bác cảm nhận nhận những cái vẽ bách hạc thì hạc là một những cái trong những cái biểu tượng rất là cao quý và rất là ý nghĩa. Đấy, rất là nhiều chim hạc. Quay cho các bác xem. Các bác cảm nhận hết những cái đẹp của nó. Cái chiếc bình này em giao lưu với các bác cái giá cực kỳ là tốt thôi, cực kỳ là yêu thương để cho các bác về mình có thể sưu tầm cái chiếc bình giá size to như này và bự, bụng bự như này. Đấy, mình để trưng phòng khách hay là để phòng trà, nói chung là rất là nhiều.
Thì chiếc bình này em xin giao lưu các bác giá là 12 triệu, mã là 14 nhá. Giá là 12 triệu nhá. Bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Giá cực kỳ là sát giá em đấu. Cực kỳ yêu thương luôn ạ. Mã là 14. Theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Chiếc bình này em nghĩ là chắc chắn là sẽ rất là nhanh hết ạ. Tại vì cái giá này là cực kỳ là tốt luôn ạ. Vậy là hôm nay em đã giao lưu với các bác 14 mã. Thì các bác thích mã nào thì cứ inbox hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346774189 nhá. Em xin cảm ơn các bác và chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe nhá. Tạm biệt các bác ạ.